Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay bên em đang về một dòng chảy rất là mới mà bên em đã chờ đợi suốt những ngày ở cuối năm 2018 và đầu 2019, bây giờ mới về đây ạ. Vâng, đây là dòng đẩy 4 kênh đi vuốt, mã là 4850L, đây là dòng cao cấp. Dòng đẩy 4 kênh rất là cao cấp, dùng cho gia đình hoặc là karaoke chuyên nghiệp. Vâng, phía đằng xa xa kia có cái đèn xanh kia ạ. Vâng, đấy là chủ nhân hôm nay em giới thiệu đến cho em. Welcome to Mr. Steffi. Hôm nay mới là chủ nhân, hôm nay em muốn giới thiệu đẩy 4 kênh WeWood, mã là 4850L. Riêng cái dòng đẩy này bên em đã mở nội thất ra rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy nội thất con này thì cực kỳ là đẹp và khủng khiếp. Công suất cực kỳ lớn, nội thất không còn gì để chê được ạ. Vâng, bây giờ chúng ta chỉ việc hưởng thụ đấy ạ. Vâng, âm nhạc bắt đầu lên rồi đấy ạ. Bên em chưa cũng cấp được thì hiện nay bên em đã về cho các bác nhá. Và các bác đang muốn sở hữu cái ra đẩy 4 kênh WeWood 4850L này, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube trên kênh audio ạ. Vâng, phía dưới vang cơ Zika mà em biết còn một cái vang cơ 4K WeWood, dòng vang số cao cấp cũng được thương hiệu WeWood đấy ạ. Duy nhất trên thị trường có cái dòng vang số 4K. Vâng, và đây là cũng đơn loa WeWood VA12, bên em ngày nào bên em cũng test sản phẩm, tổng là cũng rất là cao cấp đấy ạ. Welcome to Mr. Spoofy. Pitch, say hi and send Ravi. Thank you.
từng video về cái sản phẩm để 4 cây keyword mã là 48 nó không lợt. Vâng, bên em là test nhạc vì đi bay quá đấy các bác. Vâng, xin chào các bác, hẹn còn lại vào các clip sau ạ.